có những giấc mơ, để thấy được nó, bạn không cần phải chìm vào giấc ngủ, mà ngược lại sẽ là những đêm trằn trọc, thao thức. Với vai trò là các nhà khoa học dinh dưỡng tại NutriCare, điều khiến chúng tôi không thể chợp mắt mỗi đêm là thực trạng về vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe tại Việt Nam. Từ nông thôn đến thành thị, từ trẻ em với tỷ lệ suy dinh dưỡng và thừa cân đều ở ngưỡng rất cao, đến người già khi mà tuổi tác là rào cản cho sự tận hưởng cuộc sống, và cả những người trẻ, những người thường lơ là trước nguy cơ mắc phải những căn bệnh của xã hội hiện đại. Mỗi người Việt Nam sinh ra đều có quyền được hưởng một chế độ dinh dưỡng cân đối đầy đủ để có thể phát triển toàn diện nhất. Và như thế, giấc mơ của chúng tôi từ rất lâu đã bắt đầu trong một căn phòng thí nghiệm, nơi quy tụ các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng lâm sàng, được đào tạo tại Mỹ, châu Âu và am hiểu nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của người dân Việt Nam, với kinh nghiệm dày dặn nhiều năm tại các viện hàn lâm về y khoa. Cùng nhau, chúng tôi phát triển nên các công thức dinh dưỡng dành cho người Việt Nam ở mọi lứa tuổi. Từng loại nguyên liệu đều được chọn lựa kỹ lưỡng, chỉ nhập khẩu từ những nhà cung cấp uy tín ở Mỹ và New Zealand như DSM, Kerry, Fonterra. Giấc mơ đó đã mở rộng, trở thành một nhà máy với dây chuyền hiện đại, tự động và khép kín, được quản lý nghiêm ngặt, kiểm soát 100% không khí, nhiệt độ, độ ẩm và áp suất, nơi cho ra đời những sản phẩm dinh dưỡng an toàn và chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất khắt khe của quốc tế ISO 22000-2005, GMP, HAZAD. Không chỉ một giai đoạn, chúng tôi chăm sóc sức khỏe toàn diện cả vòng đời, từ trong bào thai đến khi chào đời, chập chững cho tới khi trưởng thành và lớn tuổi. Thành công trong việc nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm dinh dưỡng y học dành riêng cho các căn bệnh hiện đại như ung thư, gan, thận, tiểu đường là niềm tự hào mà chúng tôi không thể không nhắc đến. Những sản phẩm chất lượng này được các đối tác của chúng tôi phân phối rộng rãi tại chuỗi các cửa hàng trải dài từ Bắc tới Nam. Giấc mơ ấy tiếp tục lan truyền, khơi nguồn cảm hứng đến hơn 1.000 nhân viên. Với tâm huyết và niềm tự hào, chung tay xây dựng ước mơ dinh dưỡng cho chính mình, cho những người thân và cho cộng đồng. Chúng tôi đặt niềm tin vào một tương lai dinh dưỡng tốt hơn cho 95 triệu người dân Việt Nam và nhiều hơn nữa ở các khu vực lân cận. Từng bước, chúng tôi hiện thực hóa giấc mơ đẹp đẽ ấy khi sản phẩm của NutriCare được đón nhận khắp mọi nơi. Một tương lai tốt đẹp hơn sẽ được thiết lập khi chúng ta thôi không còn tìm kiếm trong giấc ngủ, mà sẵn sàng dành trắng đêm để biến giấc mơ đó trở thành hiện thực. Chúng tôi là một gia đình, cùng ngắm đến một ước mơ cao cả, chăm lo cho tương lai của mỗi người dân được sống vui khỏe hơn từng ngày và trong suốt cuộc đời của họ. Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng uy tín với khách hàng chính là tương lai của doanh nghiệp. NutriCare for your return.